Chào mừng các bạn đã quay trở lại với LPL Việt Nam và bây giờ sẽ là trận đấu thứ 3 của cặp đấu BO3 giữa WE đối đầu với Invictus Gaming. Quả nhiên là match of the week của giải đấu LPL mùa xuân 2020 này có khác, 2021 này có khác. Đây là một trận đấu mà chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và tỷ số đã là 1-1 và đây sẽ là ván đấu cuối cùng ngày hôm nay, không có thêm ván đấu nào sau đó nữa. Một ván thi đấu mang tính chất quyết định đến từ cả hai đội tuyển và tôi nghĩ rằng IG sẽ có thay đổi về mặt ban pick rất là nhiều sau một ván thi đấu mà Ragaz của The Side đã không thực sự thành công. Họ không có được một nguồn carry đủ tín khu vực đường trên khi mà The Side bắt buộc phải đánh một con tanker như là con Ragaz. Ban pick các bạn đang thấy trên màn hình thì cả hai đã hoàn thiện giai đoạn ban pick với những sự thay đổi nhất định, đặc biệt là bên phía của IG họ đang hướng đến ba đường đều là carry và rừng cũng là như vậy. Với một rừng carry như là Lilia thì tôi tin rằng Xuyên vẫn sẽ hướng đến Lolendo mà anh ta vẫn thử hướng đến, đó là Lolendo toàn về mặt sát thương dành cho Lilia mà thôi. Chính xác là như vậy và các bạn có thể nhìn thấy là cả hai bên tổng cộng chúng ta thấy là có 5 vị tướng xạ thủ đã bị ban và meta của 11.1 quả nhiên là thời đại của các xạ thủ khi các trang bị sát thủ đã bị yếu đi, những trang bị dồn sát thương của các vị pháp sư nó cũng không thực sự là quá khỏe. Và cái trang bị cung phong linh nó khiến cho rất nhiều các xạ thủ đang lên ngôi và thậm chí là Lucian bây giờ được đem xuống ở khu vực đường dưới này. Và cái lựa chọn Lucian này thì có lẽ nhằm đè được, đè chết hoàn toàn cái quân bài Tristana với cả Galio đi. Lucian và Leona, một bộ đôi có khả năng kết hợp khá là tốt và phép bổ trợ mà Wing mang theo vẫn sẽ giống như ván thi đấu đầu tiên. Đó chính là cái phép bổ trợ kiệt sức để hạn chế đi cái khả năng băng vào đến từ Tristana. Và thi đấu mang tính chất quyết định, The Side quyết định sử dụng một vị tướng carry rất mạnh khu vực đường trên, đó là Jayce trong cái đấu với Kermil. Đây được xem là kèo đấu có lợi về mặt chất tướng dành cho Jayce ở những cấp độ đầu. Nhưng nếu như để Kermil gượng lại được một mạng hoặc là có lợi thế trước kẻ đấu này, nó sẽ cực kỳ khó khăn dành cho Jayce. Hoặc là Pantheon can thiệp thì Jayce bị khống chế thì Jayce nằm rất nhanh. Cái mà Jayce có lợi đấy là khả năng cấu rỉa từ xa và những cái khả năng dồn sát thương một cách rất mạnh mẽ ở thời gian đầu và giữa trận. Nhưng nếu mà anh ta bị săn ngược trở lại và The Side thì tất nhiên là sẽ không có cho mình thanh tẩy rồi, thì cái khả năng anh ta nằm xuống là rất cao. Pantheon là một vị tướng có thể khắc chế Jayce như vậy. Trong khi đó ở khu vực đường giữa này thì lần này Rookie đã phải mang cho mình thanh tẩy vì Syndra cũng là một vị tướng, dính Pantheon là đi luôn. Một trong số những vị trí đi rừng khá là nổi lên ở phiên bản 11.1 này đó là Pantheon. Với cái áp lực sớm đến từ Pantheon thì Rookie sẽ gặp một chút những khó khăn ở đoạn đi đường khi anh ta không có được cái dịch chuyển so với Orianna của Shanks trong việc kiểm soát khu vực đường giữa. Vòng rừng đầu tiên hướng đến cả hai người rừng đều có hướng rừng từ dưới lên cả, cho thấy được cái độ hot đến từ kèo đấu khu vực đường trên giữa Jayce và Kermil. Đây là kèo đấu có tác động trực tiếp đến giai đoạn giữa trận của ván thi đấu này. Và để xem hai người đi rừng sẽ có cái khả năng can thiệp sớm đến khu vực đường trên như thế nào. Có bộ đội đường dưới, khả năng đẩy đến từ Lucian đang có vẻ nhìn không một chút xíu sau Tristana, nhưng với việc nâng và cái bóng thuốc súng thì cái nội tại của nó cũng giúp Tristana đẩy ngược lại khá là ổn. Ra Tristana không sợ nhất là đi với các đường đẩy bởi vì mình có thể đẩy ngược lại được, nhưng mà Invictus Gaming đang muốn làm mềm đối phương để ngăn cản cái pha ganh sớm đến từ Pantheon. Pantheon có thể ăn xong ba bãi rừng rồi vòng xuống đường dưới ganh luôn, nhưng nếu mà đồng đội ở đường của anh ta đang thấp máu và đang bất lợi quá ấy, thì Pantheon sẽ không làm thế được. Tốc biến lên trước đến từ Missing, tốc biến đi đến từ Wing đang có thiêu đốt trên đầu và bây giờ là Thiên Đình kiếm ngược trở lại. Jumeng cũng dính thiêu đốt, anh ta bắt buộc phải tốc biến đi. Và đó là tổng cộng là 3 phép bổ trợ đến từ WE, nhưng Invictus Gaming chỉ mất 2. Pha ganh đến từ Bay Sang. Lúc này thì The Side còn tốc biến. Reed thì tôi không biết là anh ta còn gì để giữ chân The Side lại hay không. Vẫn đang là thiếu tiếp cận, sát thương là rất nhiều với cú trọng quy cuối cùng đến từ Bay Sang chiến công đầu cho Team Rally. Một kịch bản chúng ta đã hình dung ra từ khá sớm rằng hai người đi rừng sẽ ăn lên trên, nhưng lần này thì Bay Sang có tốc độ can thiệp là nhanh hơn so với Lilia của Xuyên. Bay Sang anh ta đã bỏ một bãi, anh ta bỏ cả bùa luôn, anh ta chạy thẳng lên ganh luôn khi mà ăn xong ba bãi ở khu vực rừng dưới và đã khiến cho Sun bây giờ đang đứng chờ. Anh ta có bùa xanh nhưng lăn hẳn ra lóc trượt. Nhưng mà với được lính khu vực trên thì chắc là The Side sẽ giúp đỡ cho Xuyên trong việc gỡ lại cái pha ganh của đối phương bằng cách cướp bùa xanh và tốc biến vào băng trụ sớm đến từ bên phía của IG. Nhưng Châu Mừng nâng W và anh ta rút ra được, còn người kẹt lại là vị trí của Missing, không sao cả. Đó sẽ là pha đổi lời khi mà Wing sẽ có mạng gục của Châu Mừng. Châu Mừng sẽ không có đủ khả năng tay đôi và đó là 2-1 cho IG. Double kill dành cho Wing và xạ thủ của Invictus Gaming trong trận đấu này. Lucian là một vị tướng răn cầu tuyết rất mạnh ở khu vực đường dưới này. Đặc biệt Tristana không phải là một vị tướng mà tay đôi mạnh bằng so với Lucian. Anh ta sẽ không thể nào chống được lượng sát thương dồn. Nhưng Bay Sang di chuyển rất tốt. Wing không còn gì cả, anh ta lướt đi. Bay Sang miss cú quy của mình rồi.
Hơi đáng tiếc pha thi đấu vừa rồi, nếu mà ta chọc trúng ý thì cái thời gian hồi lại của Chiêu Quỳ này nó sẽ nhanh hơn. Rất đáng tiếc nếu mà chỉ có một cái lần chọc thế thôi. Thậm chí là pha cũng không có nộ pha đấy nữa. Và chúng ta xem lại pha này, Jumeon đã bắt buộc phải phóng nhảy tên lửa đi, nhưng mà thực ra anh ta nhảy hơi xa, anh ta nhảy ở tầm trụ của anh ta thì sẽ tốt hơn. Một quả cầu tiết đã có dành cho IG tại khu vực đường dưới với double kill có cho Lucian của Wing. Pha tấn công hợp lý đến từ bên phía của IG. Sau pha tốc biến khiêu khích đến từ Missing ở cấp độ 2 thì pha trao đổi đó bên phía của IG lời hoàn toàn về mặt phép bổ trợ lẫn cả máu. Đúng. Vì vậy dẫn đến một tình huống băng trụ cực kỳ hiệu quả và hợp lý đến từ bộ đôi đường dưới bên phía của IG, mang lại cho Lucian của Wing một cái bó tay đánh sáng ở ngay lần về nhà đầu tiên. Bên phía bên kia chỉ là một thanh gươm dài mà thôi. Rõ ràng chênh lệch về mặt trang bị sẽ giúp cho Wing sẽ có được cái thế chất áp đảo hơn trong khoảng thời gian sắp tới. Và để xem Swin với đường dưới thắng thì anh ta có muốn tiếp tục snowball cùng đường dưới, hay anh ta sẽ muốn chăm cho The Side hoặc là Rookie có thêm một đường thắng nữa dành cho những phía tập game mình. Mà thực ra là The Side không thua nhé. The Side không thua về lính luôn, anh ta hơn một way lính so với đối phương. Và Bree chỉ có một hỗ trợ mà thôi. Cái pha mà bỏ bùa xanh để lao lên gank của Bay Sang ấy, nó khiến anh ta sau đó rất thiệt. Bởi vì anh ta bị cướp mất bùa xanh và anh ta bắt buộc phải đi ăn cái thêm bãi sói nữa. Và tiếp tục pha gank liên tục như vậy đến từ Bay Sang ấy, nó sẽ tạo điều kiện cho Sun có thể farm được cái chỉ số lính rất là nhiều ở trong khu vực đi rừng. Và như vậy là Invictus Gaming đang thực ra thắng ở tất cả các đường luôn á. Chính xác là như vậy. Pha gank đó đến từ Bay Sang nó phải đánh đổi khá là nhiều. Và sau khi canh xong thì đợt lính khu vực đường trên cũng khá là xấu, khiến cho Reed chưa thể nào bấm B về một cách nhanh chóng bằng cái dịch chuyển đến từ The Side. Và với cú dịch chuyển tại một đợt lính đẩy như vậy thì The Side đã hỗ trợ rất tốt cho Swin trong việc khai thác lại những cái lợi thế. Và hiện tại thì chênh lệch quái vật rừng giữa hai rừng cũng đang là khá lớn. Với chênh lệch lính nhiều đây giữa Bay Sang cộng với Swin thì tôi nghĩ là cấp độ 6 sẽ có trước đến từ Lilia của anh ta, và cái áp lực đến từ Lilia cấp độ 6 nó sẽ gieo rắc lên cụ thể là xuống bộ đôi đường dưới của TJW khá là nhiều. Và bây giờ WE còn bị đóng băng lính ở đường dưới này. Các bạn có thể nhìn thấy chỉ số lính của Wing đang gấp đôi so với Jumeng. Và không có cái... Đây! Lên lại đường cam. Trên tiếp! The Side sẽ cố gắng ăn nốt được lính này và rút lui câu kéo thời gian nhiều nhất có thể. Băng trụ ngược lại không vào đường dưới đến từ IG. Một cú khiêu khích và cover khá tốt đến từ Missing, nhưng liệu rằng nó có là đủ hay không đây? Một tình huống đổi mạng diễn ra khi mà hai hỗ trợ đều nằm xuống. Cả tốc biến lên đến từ Swin. Đó là một tình huống dập nhảy tên lửa tiếp tục được dùng đến từ Châu Măng để rút lui, và đó là tình huống 1-1 mà thôi. Phát xử lý của Swin là rất hay. Anh ta đánh thường để hạ gục và Missing trước, sau đó anh ta tốc biến, anh ta dồn sát thương vào người của Châu Măng. Nếu mà Châu Măng pha đấy không có cái phép mà phóng nhảy tên lửa ấy, hoặc là Sun đi ra lên được level 6 ấy, thì đó sẽ là điểm hạ gục tiếp theo rồi. Nhưng Rookie đang bị gây áp lực ở đây. Anh ta còn thanh tẩy, anh ta thanh tẩy nhưng mà bị xoáy nữa. Quét tan kẻ yếu rất tốt, tốc biến xuống dưới của Rookie, nhưng sát thương thêm của Bay Sang là quá nhiều. Sun bây giờ có thể ngủ đối phương lại chăng? Anh ta ngủ đối phương lại, chứ Mưng đã có mặt ở đây, Bảo Lan cũng có mặt luôn. Và Invictus Gaming đi về được. Một tình huống tấn công ra khu vực đường giữa đến từ bên phía của Team WE với pha phản xạ ngược lại là cực kỳ tự tin đến từ Rookie, khi anh ta biết rằng phía sau mình đã là Lilia có chiêu cuối. Nhưng pha cân 2 của anh ta nó chưa đủ sát thương để hạ gục Orianna của Shanh một cách nhanh chóng. Và sau đó thì cú tốc biến của anh ta cũng không thoát khỏi một mũi quy được đâm từ trên xuống đến từ Bay Sang nữa. Đó là một mà hạ gục lời hơn dành cho Team WE ở tại khu vực đường giữa. Swin cũng đã mất chiêu cuối để có thể gank pha này, nhưng liệu rằng họ có muốn gank với việc là không còn chiêu cuối đến từ Lilia hay không đây? Có thể sử dụng tốc biến ma thuật lên tiếp cận đến từ Missing, đến từ Bảo Lan, nhưng mà cuối cùng thì Bảo Lan sẽ chỉ tốc biến ma thuật đi về mà thôi, bởi vì họ phát hiện ra là từ nãy giờ Pantheon chưa dùng chiêu cuối và anh ta đã không xuất hiện trên tầm nhìn. Vì vậy một pha thi đấu như này rất có thể sẽ dính trời sập của Pantheon và nó sẽ thành lăn cầu tuyết ngược, và Invictus Gaming không muốn đánh mất lợi thế khu vực đường dưới như vậy. Quyết định an toàn đến từ bên phía của Invictus Gaming, tạo một đợt lính khá lớn thì quyết định đưa ra đến từ Swin là không gank mà di chuyển lên khu vực rừng cánh trên. Tuy nhiên pha di chuyển đó cũng sẽ khiến cho bộ đôi đường dưới của anh ta khó lòng mà có thể đẩy cao được trước cái sức ép đến từ trời sập của Pantheon. Và khu vực đường trên The Side cũng thể hiện cái độ rén của anh ta. Một đợt lính khá lớn nhưng anh ta không quyết định gây sức ép vào trụ mà quyết định rút lui để di chuyển kiểm soát tầm nhìn thay vì việc cố gắng lăn cầu tuyết tại khu vực cánh trên. Và cái sức ép đến từ Pantheon trời sập lúc này nó vẫn đang khá lớn, thậm chí là nó có thể tác động lên cả ba đường. Chính xác là như vậy, bởi vì Rookie bây giờ cũng đã mất cho mình là thanh tẩy rồi, nên anh ta đang đóng băng lính một khoảng cách an toàn gần trụ thôi, và nó làm hạn chế đi khả năng di chuyển của Bay Sang. Nhưng đây cũng là lúc để anh ta có thể tận dụng quãng thời điểm này để gia tăng cái chỉ số quái rừng của mình, giúp cho anh ta có thể có được món trang bị đầu tiên là cái chì hấp huyết, gia tăng khả năng chống chịu cho Pantheon trong những tình huống lao và giao tranh. Với chì hấp huyết thì Pantheon hay Olaf đang trở lại meta cực kỳ tốt nhờ khả năng băng thẳng vào
thậm chí là Pantheon có cả kỹ năng E để chặn sát thương cho tình huống băng vào nữa, thì đây sẽ là một trong số những món trang bị cực kỳ hợp lý dành cho Pantheon để gia tăng thêm cái sức ép của vị tướng này giai đoạn ban đầu. Pha đánh đổi đến từ cả hai bên, một bên sẽ ăn rồng, một bên sẽ ăn sứ giả. Quyết định đưa ra đến từ IG là bỏ sứ giả để hướng đến con rồng nguyên tố đầu tiên. Tất nhiên đây là tình huống đổi mà có lẽ bắt buộc họ phải đổi, với bối cảnh là Rookie đã không có đủ phép bổ trợ và đứng trên của anh ta là Zayn của The Side thì lại không có được nhiều lợi thế lắm ở thời điểm này. Vấn đề của WB bây giờ là họ cần phải ganh thêm vào Jay thêm một điểm hạ gục nữa cơ. Rookie. Và Invictus Gaming cũng biết điều này. Rookie có mặt ở đây, tối hậu thư khóa vào The Side, The Side nằm rất nhanh luôn. Rookie chưa kịp đến, The Side đã đi luôn 2 giây trong pha thi đấu vừa rồi. Pha đoán ý định cực kỳ tốt đến từ Invictus Gaming. Tôi không ngờ rằng The Side lại kêu gọi được Rookie lên trong pha này. Jay ta biết rằng đối phương vừa ăn sứ giả và chắc chắn là sức ép dành cho anh ta sẽ khá lớn. Anh ta kêu Rookie lên, nhưng Rookie chưa kịp lên thì anh ta đã bị hạ gục rất nhanh bởi sát thương của đối phương. Pha băng lên đến từ Bảo Lan nhưng anh ta không giữ chân được Missing lại. Pha phản xạ cực kỳ tốt đến từ hỗ trợ của Team W. Giờ thì lượng sát thương của họ chắc chắn là không đủ. Đường trên đã có chủ đầu dành cho các thành viên bên phía WE. Họ đang dẫn tạm thời là 1.300 tiền. Và cái lượng tiền này dồn vào Camille để cho Camille có thể có được cái trang bị đầu tiên, trang bị thần thoại của mình. Bởi vì có lẽ là anh ta sẽ phải lên Tam Hợp Kiếm, mà Tam Hợp Kiếm thì nó hơi đắt ở thời điểm hiện tại. Chênh lệch lính ở hai xạ thủ đang cực kỳ lớn nhé. Tớ có cảm giác như con Lucian của IG trong ván thi đấu này đang phát huy rất tốt những cái sức mạnh đi đường của vị tướng mà tay hơi ngắn về cuối game. Nhưng chênh lệch lính hiện tại đủ để giúp cho Lucian của Wing có một lượng đồ vượt trội so với Tristana và Showman. Và nó phần nào đó gỡ lại cái thua thiệt về mặt đường trên mà Invictus Gaming đang phải lãnh chịu. Khi mà The Side lâm vào thế khó như vậy thì đồng đội của anh ta khu vực cánh dưới vẫn đang làm khá ổn. Nhưng mà cái khả năng farm bù của The Side chúng ta cũng biết rồi, người ta farm bù lại rất nhanh thôi. Nên về lượng kinh tế thì Invictus Gaming đang không thua thiệt quá nhiều. Cái điểm yếu của họ bao giờ cũng là ở khu vực đường dưới là có lợi thế hay không. Bây giờ họ vẫn đang chăm rất là tốt ở khu vực đường dưới này. Shang anh ta đang bị dính rất nhiều sát thương, ngủ chúng, xoáy chúng. Và sau đó là lượng sát thương không có để chồng vào hai cái dịch chuyển luôn. Nhưng mà Bree là người xuống trước, Shun đang bị giữ lại. The Side gây sát thương nhưng không đủ. Cầu sấm của cổng tăng tốc trượt. Bên này thì Rookie chỉ giúp cho anh ta chạy về thôi. The Side đã mất tốc biến rồi. Một tình huống dịch chuyển với góc dịch chuyển đẹp hơn dành cho Bridge so với The Side. Cả hai đều dịch chuyển xuống khu vực đường dưới ở tại đợt lính khá là gần nhau. Nhưng góc dịch chuyển đến từ Bridge nó là đẹp hơn trong việc tiếp cận được Shun. Người băng lấy rất cao. Pha vừa rồi thì tôi nghĩ là không hiểu ý nhau rồi. Pha dứt lên bắn cung phong linh cùng với cái chiếc cung diệt tận đến từ Wing. Nó đủ để ép cho Mông vào một lượng máu cực kỳ thấp. Và Wing vẫn còn hai phép bổ trợ để có thể phòng ngự pha này. Một cú kiệt sức đến từ Wing khiến cho lượng sát thương đến từ Baysang không thực sự quá nhiều. Và Baysang bắt buộc phải rút lui trong một tình huống may ta bị dồn sát thương ngược lại. Cú khiêu khích đưa ra đến từ Missing. Nhưng anh ta bị ăn bù đủ sức mạnh và sát thương là chưa đủ đến từ Rookie trong việc tấn công và hạ gục hỗ trợ đối phương. Và tốc biến lên tổ hậu thư vào và đó là Baysang có mà hạ gục thứ 5 của mình trong ván thi đấu này. Lượng sát thương ở giai đoạn giữa trận này của Pantheon với cả Camille vừa mới hoàn thành xong cho mình là Tam Hợp Kiếm là quá nhiều. Và Invictus Gaming vừa rồi họ rất muốn làm một cái gì đấy, nhưng bắt đầu từ cái việc mà họ không bắt được Chumeng. Sát thương của Wing là không đủ và nó những cái hiệu ứng domino liên tiếp những tình huống giao tranh sau đấy, họ không đủ sát thương để dứt điểm WE. Trong khi đó sát thương là thứ mà WE đang rất nhiều luôn. Pantheon bây giờ 5-0 rồi, anh ta sẽ lên thêm đồ sát lực ở thời điểm hiện tại thì đảm bảo chắc chắn là Wing sẽ có một trận đấu cực kỳ khó khăn. Một ván thi đấu tiếp tục lại là khó khăn nghiêng về bên phía của Invictus Gaming sau khi giai đoạn đi đường không có được nhiều lợi thế lắm dành cho những chủ lực. Họ chỉ có duy nhất Lucian của Wing đang là người xanh xám nhất. Nhưng trước đó thì anh ta đã xả hết lượng sát thương tương đối nhiều của Lucian vào người của Showman và khiến cho tình huống tấn công ngay sau đó đến từ Team Dudley thì lượng sát thương đến từ IG nó là tương đối thiếu hụt để có thể dứt điểm những thành viên yếu máu của Team Dudley. 8-3 về mà hạ gục. Tất cả những gì mà IG có là một con rồng nguyên tố gió mà thôi. Và với những cái lợi thế đang có hiện tại, tôi nghĩ rằng việc kiểm soát những con rồng nguyên tố tiếp theo đối với các thành viên Team W là không quá khó khăn. Một trận đấu hiếm hoi mà Rookie anh ta hy sinh cái lượng lính ở đường của mình để đi giúp các đường khác, mà nó đang tạo thành một cái lợi thế cho quân bài Orianna ở bên phía bên kia. Nếu thôi xong rồi, thế này thì điểm chăng? Ui, dồn sát thương vẫn là tốt đến từ Lucian, nhưng mà Jumeng ở giai đoạn hiện tại thì đúng là anh ta khổ thật, anh ta không làm gì được. Trước những tình huống lướt cung phong linh lên và dồn sát thương với thanh trừng như vừa rồi của Wing thì Jumeng chỉ có thể phản ứng bằng cách dậm nhảy tên lửa thoát đi mà thôi. Nhưng máu mất đi của anh ta là quá nhiều. Anh ta vẫn đang là một vị trí cực kỳ tròn của Team W.
Nhưng bù lại thì phần cánh trên của anh ta đang thi đấu rất ổn. Komi đang có khả năng đầy lẻ cực kỳ vượt trội so với Zayce và chỉ Syndra nữa. Thêm vào đó là một Pantheon cực kỳ áp lực với KD là 5-0-0. Anh ta đang ôm khá là nhiều tiền lần này về giá shopping, thì để xem anh ta sẽ xách ra cái gì đây. Nếu mà chơi cẩn thận thì có thể lên giáp hoặc là lên thêm thêm búa gỗ. Như vậy anh ta sẽ hướng đến một cái móng vuốt Serac ở món shopping thứ hai để gia tăng thêm khả năng băng bổ vào mà không ngại nguồn sát thương trả lại rất nhiều đến từ IG. Nhưng Châu Mông thì đang hơi khổ nha. Anh ta đang được đẩy lẻ xuống khu vực đường dưới để hứng những đợt lính mà bên phía của IG đẩy ngược lên. Lúc này thì Team W sẽ phải chuẩn bị cho con rồng tố thứ hai. Đây có phải là trang phục mới của Tristana đúng không nhỉ? Trang phục này là trang phục theo cái tông chủ đạo của vua vô danh Diego sắp ra các phiên bản sau. Có thể là như vậy. Trang bị một cái món trang phục rất là đẹp với cái tông màu của quần đảo bóng đêm, bao giờ cũng là một tông màu rất là đẹp đối với tôi, màu đen và màu xanh lá cây. Giờ thì dòng lửa đang được kiểm soát đến IG. Một điều khá là lạ là IWB không ra con rồng này sớm và để cho một con Lucian có thể ăn được. Trang đang bị khép góc và Thiên Địch kiếm trượt đến vào làn. Khúc rừng thảm có thể tung ra nhưng mà Swain quyết định giữ nó lại vì có tung ra thì nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Quả cầu sấm nhắm vào đường giữa của đối phương nhưng rất tiếc nó trượt. Nhưng sức ép đến từ IG vẫn là tương đối nhiều. Tất nhiên họ sẽ phải có cái giá bù lại trong việc Oni 5 người ra khu vực đường giữa. Như vậy là khu vực đường dưới đang hở ra cho cơ mưu của Breeze trong việc tấn công. Với một cơ mưu đã có tam hợp kiếm thì cái độ tấn công của cơ mưu vào trụ nó sẽ cực kỳ đau. Và lúc này thì IG vẫn đang muốn tấn công vào khu vực đường giữa. Họ hy sinh rất nhiều lính hai bên cánh để tấn công. Nhưng bắt được ai không đây? Missing vừa có tình huống xử lý khá nhạy cảm với tốc biến của mình. Chính xác như vậy, một pha tốc biến rất chuẩn. Và Invictus Gaming có thể cụ thể hóa với những pha đàn áp liên tục ở khu vực đường giữa này bằng việc kiểm soát mục tiêu ở hai bên cánh. Đấy là con rồng đã căn rồi, bây giờ sẽ là sứ giả. Nhưng cái giá phải trả của họ là Camille vẫn tiếp tục xanh xao. Có vẻ như Invictus Gaming biết là bây giờ không có vị tướng nào có thể ngăn cản Camille đẩy lẻ. Thế thì mình ngăn làm gì? Mình đi ăn các mục tiêu xanh khác mà sang. Ui, tốc biến đi rất chuẩn xác. Cái tốc biến theo đến sụt khúc du rừng thẳm, nhưng anh ta đang đứng ở đây một mình. Jumeang đã đến, Jumeang mất còn nhiều máu hơn. Siêu anh hùng dáng thế lao xuống để giải tán đám đông. Và Invictus Gaming lại có được trụ đường giữa trong pha thi đấu vừa rồi. Họ vẫn còn tiết kiệm được con sứ giả, nhưng cái giá bù lại không phải là không có khi đường dưới mất trụ. Cộng với đó là đợt lính khá lớn mà không ai được hưởng đợt lính đó đến bên phía của IG cả. Nếu mà Rookie di chuyển xuống thì nó có lẽ là tương đối trễ rồi. Tôi đếm không nhầm khoảng chừng hơn 1 phút qua thì bên phía IG không ai có được bất kỳ lượng kinh nghiệm nào tại đợt lính khu đường dưới cả. Và nó hoàn toàn là đường mà bên phía Chiroc đẩy free. Một quyết định đánh đổi đến từ bên phía của Invictus Gaming trong bối cảnh họ đang thua thiệt rất nhiều so với đối phương tại khu vực cánh trên. Họ xác định rằng lúc này 1-3-1 sẽ không lại với đội hình bên phía của W nữa. Và quyết định đưa ra là Onin tại khu vực đường giữa. Lượng kinh nghiệm, lượng tài nguyên bị chia sẻ rất nhiều, nhưng bù lại thì họ có được một lượng tiền tổng. Nó có lẽ là không thua thiệt quá nhiều so với W. Nhưng mà Jumeang trong trận thi đấu này tôi thấy anh ta đã bị bắt buộc phải lên cho mình cái cung phong linh rồi. Bạn cảm giác là Tristana mà lên cung phong linh ấy thì cái khả năng bắn tầm khoảng 2-3 đồ ấy, nó sẽ bị thọt hơn so với con Lucian rất là nhiều. Lucian bây giờ sẽ lên lưỡi hái linh hồn để có được một cái khả năng dồn sát thương mạnh mẽ hơn nữa. Và cái việc lên cung phong linh để phòng thủ này của Jumeang ấy, có thể nó sẽ khiến cho giai đoạn cuối trận WE bị thọt sát thương ở khu vực xạ thủ. Chênh lệch về tiền tạm thời đang khoảng chừng hơn 2.000 tiền như về bên phía của Team WE. Nhưng bù lại thì IG đang có được rất nhiều những con rồng nguyên tố. Cụ thể là hai rồng nguyên tố đầu tiên đã có dành cho họ. Tiếp tục lại là một ván thi đấu nữa mà linh hồn của chúng ta sẽ là linh hồn rồng đất. Và để xem IG cũng như Team WE sẽ chuẩn bị cho những con rồng tiếp theo nó như thế nào. Với lợi thế về tiền hiện tại thì Team WE hoàn toàn có được cái khả năng tranh chấp rồng ở tại con rồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu này. Và với thêm một lợi thế nữa là khu vực đường dưới họ vừa mở ra được một cái trụ rất là quan trọng trong việc đánh tại khu hang rồng. Vì mục tiêu khu vực cánh trên lúc này nó rất là ít, không còn sứ giả nữa. Đúng rồi. Baron thì nó hơi quá sức đối với các đội tuyển tại thời điểm ngay khi nó xuất hiện. Phút thứ 20 trừ phi bạn quét sạch đối phương thì mấy bạn mới lao vào Baron. Còn không thì gần như là không bao giờ có đội tuyển nào lao vào con Baron ở thời điểm này cả. Nên đường dưới này đang là một cái bàn cờ để cả hai bên bày binh bố trận ở trước con rồng tiếp theo ván đấu. Con rồng này sẽ là con rồng đất. Ở thời điểm hiện tại thì Missing đã có cho mình là vương miện Surelia. Anh ta sẽ mở combat rất là tốt khi mà đi cùng với Pantheon với cả Camille. Còn Jumeang ở giai đoạn này chắc chắn là đóng vai trò chim mồi để câu chiều đối phương mà thôi. Một vị trí cũng hơi buồn là ván thi đấu này anh ta thọt thật. Nên chắc là phải chim mồi thật sự rồi. Với độ cơ động đến từ Tristana kết hợp cùng với cả cung phong linh nữa thì có lẽ anh ta sẽ cố gắng giữ vị trí để tránh việc phải nằm xuống quá nhanh trước lượng sát thương sốc đến từ IG mà thôi. Phần việc còn lại có lẽ sẽ phụ thuộc nhiều vào những lệnh sóng âm đến từ Orianna hay
những tình huống băng thẳng vào đến từ Kermit để bắt lẻ một chủ lực của đối phương đến từ anh chàng Breed nữa. Breed đang có được rất nhiều về mặt trang bị và từ nãy đến giờ thì anh ta được thả ra farm. Chiến lược lính của anh ta với Darkseid vẫn đang hiện hữu nhờ cái việc mà bên phía của IG liên tục thực hiện những tình huống di chuyển Darkseid ra khu đứng giữa để cấu rỉa và lấy trụ. Con rồng nguyên tố thứ 3 sẽ đáp xuống sau khoảng chừng 50 giây nữa. Nó sẽ là con rồng bên phía của IG vẫn đang ở đội 2 và họ có cái thế là rồng nó có vẻ như thuận lợi một chút xíu so với W. Họ kiểm soát được luôn con cua ở cái phút rất sớm này. Nhưng mà WE thì sẽ có lối di chuyển, đấy là họ dồn nhiều người hơn. Cái cảm giác ở trong những trận đấu vừa rồi của WE đều là như thế cả. Thiên thì kiếm lao vào vị trí của Missing, đang dồn sát thương vào Thái Dương Hạ San trúng rồi. Missing nằm xuống luôn, nhưng có trời sập đến từ bay sang. Bảo Lan thậm chí là lao thẳng vào giữa cái trời sập đấy, ăn nhiều sát thương hơn, nằm xuống cho nó nhanh. Và Invictus Gaming cũng chỉ là một đổi một mà thôi, hai hỗ trợ đổi cho nhau nhưng Wing đã mất cả hai phép bổ trợ. Đó là một cái bất lợi rất lớn cho Invictus Gaming ở trong pha giao tranh này. Thậm chí là những cú chiêu cuối quan trọng của họ cũng đã được dùng tương đối nhiều rồi, họ chỉ còn lại cái khúc rừng thẳm đến từ Xuyên mà thôi. Và để xem rằng bên phía của Team W sẽ phản ứng như thế nào. Đầu tiên họ giải quyết con sứ giả khu đường giữa. Rồng vẫn còn khá nhiều máu và tranh chấp trừng phạt thì cấp độ là ngang nhau. Cấp độ 11 đến từ Xuyên và Bay Sang. Đang tìm góc đến từ Breed, anh ta đá thẳng vào giữa ba thành viên team địch có lệnh sóng xoáy rất đẹp đến từ Shanh và tan vỡ hoàn toàn. IG cố gắng trả sát thương lại nhưng nó hoàn toàn là vô nghĩa. Double kill có dành cho xạ thủ Team W, một tình huống air flash cực kỳ nhanh tay và đó là quét sạch không chính thức nghiêng về Team W. Đó là một tình huống mà như lúc nãy đã nói, quét sạch được thì sẽ ra Baron, và bây giờ họ ra Baron thật luôn với một lượng sát thương đến từ con Tristana. Dù nó hơi thọt một chút nhưng mà Pantheon và Camille thì có quá dư những lượng sát thương để có thể dồn vào. WE đang ra thẳng ra con Baron. Cái E của Pantheon cũng block được hai đòn của Baron. Rất nhiều lượng chống chịu ở đây. Họ đang dồn sát thương và gần như là không có cái đáp trả nào từ Invictus Gaming. Chỉ đơn giản họ còn chưa hồi sinh kịp. Một tình huống tranh chấp rồng diễn ra và mất cả chỉ lẫn trải rồi. IG đã mất quá nhiều chiêu cuối quan trọng để giao tranh ở tình huống trước đó trong việc hạ gục Missing. Họ chỉ còn cái khúc du rừng thẳm và thậm chí trong pha vừa rồi thì Xuyên cũng không tìm được thời điểm để sử dụng chiêu cuối của mình một cách hợp lý nữa cơ. Trong khi đó thì còn hai chiêu cuối quan trọng đến từ Team W, đó chính là tối hậu thư và cái lệnh sóng âm của Orianna. Thì hai chiêu cuối này được kết hợp với nhau một cách quá chuẩn chỉ. Chúng ta xem lại một tình huống mà đưa thân mình kéo theo quả cầu vào, bấm đồng hồ để chống chịu và sau đó là lệnh sóng âm tuyệt vời đến từ Shanh giúp các thành viên Team W có một pha giao tranh hoàn toàn mãn nhãn. Jumeng đúng cái kiểu là tao yếu nhưng mà đồng đội tao khỏe. Pha đấy Jumeng đứng không ai đụng vào cả, anh ta cứ bắn thôi và tao có double kill thì bỗng nhiên là lượng tiền của anh ta bây giờ là ngang bằng so với Wing. Và như tôi đã đề cập ở trước pha giao tranh, Wing đã mất cả hai phép bổ trợ, nghĩa là mất cả kiệt sức, mất cả tốc biến. Thì khi mà Camille đâm đầu vào, anh ta không có bất kỳ một công cụ nào để có thể làm gì đến Camille này cả và cũng không thoát được cái tối hậu thư luôn. Và đó là một pha khởi động combat rất tuyệt vời của WE. Giờ thì thế trận nó đang nghiêng hẳn về bên phía của WE rồi. Cái giai đoạn mạnh nhất của Lucian đã qua đi. Giai đoạn này là giai đoạn Tristana bắt đầu sẽ lên tiếng khi tầm bắn của Tristana đang dần trở nên xa hơn so với con Lucian. Đây là vấn đề thường gặp của Invictus Gaming. Đây là một tình huống tốc biến mở giao tranh nhưng nó hơi fail đến từ Missing một chút xíu khi không bắt được Wing. Ăn thanh trừng trả ngược lại và Missing mất hơi nhiều máu dính cả thiêu đốt. Một tiếng bấm đồng hồ để câu giờ đến từ Xuyên nhưng anh ta đã phải nằm xuống. Rất tiếc lượng sát thương đến từ thiêu đốt của Bảo Lan không đủ sức để hạ gục hỗ trợ của Team W. Và bây giờ anh ta sẽ bấm B về, cùng với đó là trở lại với siêu dáng thế vẫn đang sẵn sàng. Cùng với đó đứng dưới thì áp lực đến từ cơ miêu đẩy lẻ của Rick vẫn được duy trì từ giữa trận đấu đến bây giờ. Và đó là tình huống tấn công hợp lý đến từ bên phía của W. Bay Sang tiếp tục thể hiện cái độ khó chịu của Pantheon cực kỳ xanh xa của mình. Và băng vào đến từ Breed, anh ta không giữ chân được ai cả nhưng áp lực đến từ Baron vẫn đang hiện hữu. Và nó sẽ mang lại rất nhiều công trình dành cho WE. Bây giờ thì Tristana của Jumeng đã bắt đầu có tiếng nói rồi. Trước đấy là một tình huống mà Wing ấy mặc dù thèm lướt lên để bắn vào người của Missing phát cuối lắm đấy. Nhưng người ta không dám nữa, bởi vì người ta không có phép bổ trợ nào cả. Ở đây thì Jay của The Side phế hoàn toàn trước một con Camille quá xanh. Bảo Lan bị cấu mất nửa cái máu và chắc chắn là Bảo Lan nằm luôn. Anh ta đứng gồng Hex Flash trước mặt của Pantheon và anh ta không kịp Hex Flash sang bên phía bên kia thì đã bị giữ chân lại bởi cái làm choáng của Pantheon và lên bảng khá nhanh. Tiếp tục là tình huống mất người tương đối khó hiểu đến từ Invictus Gaming. Lệnh sóng âm tung ra, Rookie mất thanh tẩy nhưng anh ta không còn tốc biến và anh ta nằm xuống chung mừng có mà hạ gục. The Side bị tấn công tối hậu thư gửi vào, siêu hùng dáng thế đáp xuống. Nó bị ngắt đi rồi, nhưng đó tiếng tốc biến lên lấy ma hàng hồng, sau đó dập nhận tên lửa trở ra đến từ Châu Mừng.
Thanh Trừng tung ra, không hạ gục được đường rừng của đối phương. Và có lẽ là Wing cũng nên cân nhắc việc rút lui thì hay hơn. Anh ta đang khá yếu máu, bấm đồng hồ. Và là no hope rồi, đó, đó là tình huống dứt điểm đơn giản đến từ Orianna với lệnh phát sóng. Và sau đó sẽ là tình huống Bảo Lan là gì thế này, Bảo Lan ơi. Phí tiếp thêm điểm mạng cũng nữa cho Tron. 1-5 đối với Orianna của anh ta. Tôi nghĩ là con số 23 là một con số gì đó mà Invictus Gaming không muốn để cho nó có trong trận đấu này ấy. Và họ muốn kết thúc trận đấu với tỷ số là 24. Kiểu như thế nên là Bảo Lan mới lao ra như vậy. 24 cộng lại 24 và trận đấu cũng đang đến phút 25 rồi. Nó có thể kết thúc ngay tại đây khi mà không có thành viên nào của Invictus Gaming có đủ khả năng để clear WE. WE giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Và nếu mà tính tổng ra thì lại một lần nữa họ dẫn trước 2 ván so với Invictus Gaming ở trong cái kèo đối đầu trực tiếp trong lịch sử của hai đội tuyển này. Một ngày thi đấu rất xuất sắc dành cho bên phía của Team W, mặc dù họ bị tấn công và hủy diệt khá nhanh với đợt đánh tấn công mạnh mẽ của IG ở ngay ván thi đấu đầu tiên. Nhưng hai ván thi đấu sau đó là màn trình diễn vô cùng ấn tượng đến từ Team W. Ván thi đấu thứ hai là xuất sắc đến từ Kai'Sa của anh chàng Châu Mông. Nhưng đến với ván thi đấu thứ ba thì cánh trên của Team W lại lên tiếng để gồng gánh xạ thủ rất thọt ở dọc đi đường của mình, đó là Châu Mông, để có được chiến thắng thứ hai và ấn định tỷ số 2-1 trong ngày thi đấu hôm nay, là chiến thắng thứ ba liên tiếp mở màn tại LPL mùa xuân 2021 dành cho Team W. Một đội hình khá triển vọng và đây sẽ là một đội tuyển rất khó chịu cho các đội tuyển khác đối mặt tại mùa xuân năm nay. Chính xác là như vậy, thậm chí là trong tuần sau thì họ cũng sẽ phải gặp một vài đối thủ khó chịu nữa, ví dụ như là Lightning, LNG. Thì những cái chiến thắng trước các đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn như này sẽ tạo tiền đề rất là tốt để bạn có một vị trí cao, bởi vì LPL mùa xuân 2021 chúng ta có đến 17 đội tuyển và sẽ đánh vòng tròn một lượt duy nhất, sẽ không gặp lại đội tuyển mà bạn đã gặp trước đó nữa, thêm lần nào nữa đâu, để đến khi playoff thì các bạn đứng trong top 10 là các bạn sẽ đi tiếp. Vì thắng được những đội như là EG các thứ ấy thì WE đang có cái đường vào playoff rất rộng mở cho mình trong mùa xuân 2021 này. Còn IG thì vẫn đang đối mặt cùng với rất nhiều vấn đề mà họ phải đối mặt ở những mùa giải trước đó, tương tự như các cái mùa giải trước khi mà không có được bộ đôi đường dưới đủ lực để gánh, cảm giác như đường trên mà không có đủ độ gánh thì game đấu nó diễn ra rất là dễ đoán. Một vậy. Mình bộ đôi đường dưới như Wing game đấu này là không gánh nổi. Và đó là chiến thắng dành cho Team WE. Cặp đấu ngày mai sẽ diễn ra, sẽ có hai cặp trận OMG đối đầu với E-Star và Bilibili đối đầu cùng với VictoryFi. Sẽ được chúng tôi tiếp tục truyền tải đến quý vị và các bạn trên sóng của LPL Việt Nam Official. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.